biểu tình tuần hành và đồng thời văn nghệ đấu tranh. Vào cái thời điểm này thì chúng tôi chọn thời điểm này để cùng đồng hành với trong nước đang tổ chức các cuộc biểu tình cho ngày 10 Tây. Đây là một việc làm hết sức cần thiết qua cái dự luật mà Đảng Cộng sản vừa tung ra, ba cái đặc khu kinh tế. Dự luật này gọi là dự luật nhưng mà sự thật đó là văn kiện bán nước. Đó là từng bước thực thi cho tới năm 2020, đất nước Việt Nam chúng ta sẽ hoàn toàn nằm trong tay của Tàu Cộng. Việc làm ngày hôm nay cũng như toàn dân trong nước ngày hôm nay đứng lên biểu tình đòi cái quyền tự quyết của dân tộc, thì chúng ta ở hải ngoại này ngoài việc biểu tình để yểm trợ tinh thần và vật chất cho những người đấu tranh trong nước, chúng ta không làm gì hơn. Có chăng thế hệ thứ hai, thứ ba tham gia vào dòng chính đưa ra dự luật này, dự luật nọ có lợi cho dân tộc Việt Nam, cho cụ thể người Việt tị nạn cộng sản chúng ta, chỉ chừng đó thôi. Thế mà trong các cuộc biểu tình đấu tranh, chúng ta vẫn thờ ơ, vẫn vô tâm, chỉ biết về cá nhân chúng ta. Sau 43 năm tị nạn, chúng ta phải trả giá như thế nào? Chúng ta không phải là người tị nạn về kinh tế, không đặt nặng vấn đề tiền bạc và sung túc của gia đình, mà là tị nạn về chiến tranh, tị nạn cộng sản. Chúng ta phải có trách nhiệm với dân tộc và đất nước, đó là điều hiển nhiên. Chỉ có bọn phá hoại, bọn nằm vùng, bọn cộng sản, bọn theo đó bao tàn mới đánh phá cộng đồng. Thành ra hôm nay trong cuộc biểu tình này, chúng ta nói lên cái tinh thần quyết tâm của chúng ta lúc nào vẫn có trách nhiệm với dân tộc và đất nước. Cụ thể qua các cuộc biểu tình và ngày hôm nay, cuộc biểu tình này cũng không ngoài mục đích đó. Chúng tôi rất hoan nghênh sự có mặt đông đảo của toàn thể người Việt tị nạn cộng sản chúng ta trong cuộc biểu tình ngày hôm nay. Chúng ta không xấu hổ mang cái danh người tị nạn cộng sản. Một lần nữa, chúng tôi rất cảm ơn và chúng ta vẫn tiếp tục con đường đấu tranh để khi nào cộng sản không còn trên đất nước chúng ta thì lúc đó dân tộc chúng ta mới yên vui. Và thưa toàn thể quý vị, chúng ta đấu tranh ngày hôm nay không phải là cho chúng ta, cho con em chúng ta, cho thế hệ con cháu chúng ta, cho thế hệ mai sau, để khỏi nguyền rủa thế hệ chúng ta vô trách nhiệm. Đó mà điều chúng tôi làm 25 năm nay, tiếp tục con đường đấu tranh. Chúng tôi dấn thân đấu tranh và chúng tôi mong rằng các vị cũng cùng chúng tôi tiếp bước con đường đấu tranh. Xin cảm ơn toàn thể quý vị. Tiếp theo đây.